Dybala thiếu phẩm chất của một siêu sao. Pablo Dybala vẫn là chủ đề nóng trên các báo thể thao Italia từ đầu mùa, nhưng câu chuyện không đi theo hướng tích cực. Pablo Dybala đang chịu sức ép nặng nề bởi phong độ nhạt nhòa, những bước chạy nặng nề, các pha xử lý không như ý xuất hiện ngày một dày đặc. Dybala dần trở thành cái bóng của chính mình. Thật khó để nhận ra từng người đưa bà đầm già đến vinh quang với những bàn thắng quan trọng trước các ông lớn như Lazio, Milan, Atletico, Barcelona. Trong quá khứ, anh được đào tạo ở vị trí số 10 cổ điển. Khi chuyển sang Palermo, anh lại được chơi tiền đạo. Từ đó anh hoàn thiện bộ kỹ năng để trở thành một hộ công hoàn hảo và gia nhập Juventus năm 2015. Cầu thủ người Argentina ghi 23 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo ngay ở mùa đầu tiên chơi cho bà đầm già. Hiện tại trong hệ thống của Pirlo, Dybala gặp trắc trở. Anh phải thi đấu ở vị trí khác biệt hoàn toàn so với thời Marc Anelotti nắm quyền. Chân sút 27 tuổi tàng hình trong 34 phút trước Kiev cùng hai trận đấu trọn vẹn trước Hellas Verona và Barcelona. Điểm sáng duy nhất anh tạo ra là pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành của Hellas Verona. Nhưng cũng cần phải thông cảm cho Dybala. Anh vừa tái xuất sau hai chấn thương cơ, không có thể trạng tốt nhất và chỉ ra sân 214 phút. Giới điều mộ vẫn tin tưởng anh sẽ sớm lấy lại phong độ và giúp Juventus giành chiến thắng. Dybala là mẫu cầu thủ rất kén vị trí, từ Allegri, Sarri cho đến Pirlo. Mỗi lần Juventus thử nghiệm chiến thuật mới, anh là cái tên đầu tiên bị ảnh hưởng chính. Khi mọi thứ được trơn tru hơn, đội hình đã ổn định, chính Dybala mới là cái tên nổi bật để sắm vai đầu tàu của bà đầm già. Ben Chilwell, phiên bản hoàn thiện hơn của Ali Cole. Bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng biến Chilwell trở thành hậu vệ trái người Anh đắt giá nhất lịch sử. Sau thời điểm Chilwell đến Chelsea, sự chú ý của người hâm mộ lúc đó dồn nhiều về mặt trận tấn công, nơi ban lãnh đạo đội bóng làm mọi cách để đưa về Kai Havertz, hay trước đó là chiêu mộ thành công Timo Werner. Chilwell đã bỏ lỡ 5 trận gần nhất đội tuyển Anh bởi chấn thương cũng như hành động bất đồng của mình. Lần gần nhất khoác áo tam sư của cầu thủ 23 tuổi cách đây đã gần 1 năm. Trong quãng thời gian đó, Southgate loay hoay giữa các lựa chọn Kylian Trippier, Bukayo Saka, Luxor và Ashley Barnes nhưng chưa tìm ra được giải pháp ứng ý. Trong suốt một thời gian dài, cựu danh thủ Ashley Cole đã thống trị cánh trái đội tuyển Anh và Chelsea. Và trong mùa hè, chính Ashley Cole đã có những lời khuyên dành cho người thừa kế mới nhất của mình. Tôi đã nói với Chilwell và cậu ấy đã hỏi tôi cần phải làm gì để đến được với Chelsea. Cậu ấy rất nhiệt tình, muốn học hỏi và muốn trở thành một cầu thủ được người hâm mộ yêu thích, Ashley Cole tiết lộ hôm thứ Bảy. Với những gì diễn ra sau chiến thắng tưng bừng 4-1 của Chelsea trước Sheffield United, Chilwell có tất cả các yếu tố cho một tương lai lâu dài tại câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Với Chilwell, với những bước phát triển qua từng ngày, giúp anh trở thành một Ashley Cole phiên bản hoàn thiện hơn. Ngoài kỹ năng phòng ngự, khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công không hề thua kém cựu danh thủ của Chelsea, Chilwell còn ấn tượng hơn ở kỹ năng dứt điểm và ghi bàn. Huấn luyện viên Southgate nêu lý do bỏ rơi Wendy Saka. Dù chơi không hề tệ trong màu áo Manchester United, hậu vệ cánh phải Alan Wan-Bissaka lại bị huấn luyện viên Gareth Southgate bỏ rơi. Theo thuyền trưởng của Tam Sư, ông có lý do chính đáng để không gọi hậu vệ trị giá 50 triệu bảng của Quỷ Đỏ. Từ năm 2017 tới nay, Wan-Bissaka mới có 3 lần được huấn luyện viên Southgate gọi vào đội tuyển Anh. Với việc đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội ra mắt Tam Sư, hồi tháng trước cầu thủ 22 tuổi này đã bỏ ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Anh để cống hiến cho đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Nên biết Wan-Bissaka vốn mang trong mình dòng máu Cộng hòa Dân chủ Congo và anh từng chơi cho đội U20 nước này. Căn cứ vào chuyện mùa giải trước, Wan-Bissaka mới chỉ có 22 lần cho đối thủ vượt qua và thực hiện 20 cú tắc bóng thành công, cao hơn bất kỳ hậu vệ nào ở Premier League. Người nhiều đã ngạc nhiên khi thấy ngôi sao của MU không được huấn luyện viên Southgate trọng dụng. Lý giải cho chuyện này, huấn luyện viên Southgate cho hay đội tuyển Anh đã được ban phước khi sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trích Alexander Arnold, Jesse James không chỉ là những hậu vệ mà họ còn hoạt động như những tiền vệ cánh. Cả hai đang đặt phong độ rất cao và hậu vệ phải chính là vị trí mạnh nhất đội tuyển Anh ở thời điểm này. Tôi không phủ nhận Wan-Bissaka là một hậu vệ chất lượng, cậu ấy đặc biệt xuất sắc trong những tình huống 1-1. Tuy nhiên nếu tính đến yếu tố cân bằng trong đội bóng thì ở Tam Sư có những cầu thủ khác nổi trội hơn với Wan-Bissaka, huấn luyện viên Southgate kết luận.
tỏa sáng trước Betis, Dembele vẫn đối diện tương lai u ám tại Barca. Bất chấp vừa xé lưới Betis và đặc biệt là lần nổ súng ở Turin, giúp Barca đánh bại Juventus với tỷ số 2-0 tại Champions League. Song tương lai của Ousmane Dembele vẫn rất mịt mờ. Chân sút 23 tuổi người Pháp vẫn nằm trong danh sách chuyển nhượng của Barca cùng với Alena và Braithwaite nhằm thu hồi vốn để đầu tư vào hai mục tiêu là trung vệ Alex Garcia của Man City và tiền đạo Memphis Depay của Lyon. Barca đang rất quyết tâm chiêu mộ Garcia và Depay để phục vụ cho kế hoạch tái thiết đội bóng, nên họ cần tiền vào điều này. Bộ đội chủ sân Lucam phải bán bớt những cầu thủ, trong đó có Dembele, trước khi đầu quân cho Barca năm 2017 với mức giá 130 triệu euro. Dembele chưa đóng góp gì nhiều nhưng lại liên tục dính chấn thương. Không chỉ mẫn cảm với chấn thương, lối đá của Dembele cũng bị giới chuyên môn nhận định là không ăn ý với những siêu sao trên hàng công của Barca như Messi, Antoine Griezmann hay trước đó là Luis Suarez. Ngoài ra, Dembele còn nhiều lần khiến cho ban lãnh đạo Barca phải đau đầu bởi lối sống thiếu kỷ luật. Ziyech tài năng như Lampard và sở hữu cái chân trái quá ảo. Sự khởi đầu ấn tượng của Hakim Ziyech trong áo Chelsea đã khiến cho huyền thoại đội bóng lá đi cầu ước rằng ông có thể xỏ dài vào khoác áo Chelsea một lần nữa để có thể thắt cánh ngôi sao người Maroc. Bản hợp đồng mùa hè trị giá 38 triệu bảng là yếu tố tạo ra sự khác biệt khi Chelsea ngược dòng đánh bại Sheffield United 4-1 trên sân nhà Sabonic. Anh đóng góp một cú đúp kiến tạo cùng rất nhiều những pha xử lý đẳng cấp, trong khi những tân binh như Thiago Silva, Kai Havertz hay Timo Werner đã sớm có những trận đấu cho Chelsea, thì trận ra mắt của Ziyech bị trì hoãn do chấn thương đầu gối gặp phải trong trận giao hữu trước mùa giải. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Ajax Amsterdam chắc chắn là cái tên để người hâm mộ The Blue chờ đợi sau khi đã hoàn toàn bình phục. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Ziyech, cựu danh thủ Atletico của Chelsea đã phải thốt lên: khi Ziyech nhận bóng từ chân trái, nó sẽ lập tức nhảy múa. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Nếu tôi sát cánh với cậu ấy, tôi sẽ luôn tìm cách để vượt lên từ phía sau. Tôi rất thích thi đấu với một người có phẩm chất đó. Tôi rất vui khi được sát cánh với Lampard, người luôn tìm thấy tôi ở trên sân. Sớm thôi, ngay khi Ziyech có bóng và thực hiện đường truyền bằng chân trái, tôi sẽ chạy lên từ phía sau vì cậu ta có một cây đũa làm phép bằng chân trái của mình, cựu danh thủ Atletico nói thêm. Thời điểm còn khoác áo Chelsea, Atletico và Lampard luôn thi đấu ăn ý với nhau. Cặp đôi này có công lớn giúp The Blue giành chức vô địch Premier League, Champions League cũng như FA Cup. Nói thêm về Hakim Ziyech, Atletico cho hay: có vẻ như Hakim thích phong cách chơi bóng của Frank Lampard. Tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu ấn tượng trong trận vừa rồi và là một cầu thủ lớn của Chelsea.